Đúng ngày 29 tháng 12 âm lịch, tổ tiên hiển linh báo mộng, năm con giáp ăn đậm trúng lớn, giàu bất thình lình, ăn Tết giàu sang. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt 30 tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đã kết thúc của năm 2023, năm Quý Mão, với bao nhiêu cái khó khăn, với bao nhiêu nỗ lực đấy đã bỏ lại trong một năm. Và để chuẩn bị cái tinh thần, chuẩn bị chiến đấu sang một cái năm 2024, năm Giáp Thìn. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 29 tháng 12 âm lịch năm 2023. Đây là những con giáp may mắn hết phần của thiên hạ. Những con giáp này là những người làm việc chăm chỉ, có tinh thần vượt khó, vượt khổ, nỗ lực trong cuộc sống. Chính vì cái sự cố gắng trong suốt thời gian vừa qua mà cái ngày 29 tháng 12 âm lịch chính là cái ngày thành công mỹ mãn, cái ngày mà công sức của các bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Trong ngày hôm nay thì con đường tài vận của các bạn cũng sẽ một bước lên mây, tiến triển vượt bậc, tiền bạc thì rủng rỉnh, công việc thì thuận lợi, nhiều người được thăng lương, thăng chức, tăng thưởng, được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong công việc, làm ăn, kinh doanh. Về mặt tình duyên thì may mắn cũng sẽ mỉm cười với những con giáp này. Những người đang ở trong một cái mối quan hệ nào đó thì sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc hòa hợp. Những ai mà đang độc thân và đang tìm kiếm một nửa kia thì cũng dễ tìm được những người như ý. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, trong cái ngày 29 tháng 12 là ngày Nhâm Dần, đúng không? Chúng ta cục diện là Dần, Hợi là nhị hợp. Đấy. Những người tuổi Hợi đón cái cục diện từ cái cục diện nhị hợp nó mang lại. Vậy nên những người tuổi Hợi tha hồ mà đón toàn những cái niềm vui nó kéo đến trong cái ngày hôm nay. Cái vận trình tình duyên thì cũng khởi sắc. Những người độc thân thì cũng sẽ tìm thấy cái cơ hội, tìm thấy cái tình yêu của đời mình vào cái lúc không ngờ nhất. Tình yêu đôi lứa trải qua bao nhiêu sóng gió, thử thách thì càng mặn nồng và khăng khít hơn. Trên phương diện tài lộc của những người tuổi Hợi trong thời gian này thì nói chung ấy cũng được khởi sắc rực rỡ. Con giáp này nên tận dụng cái thời cơ để cầu tài cho mình, tiến hành những cái kế hoạch quan trọng như là mở rộng quy mô kinh doanh hay là khai trương mở hàng. Quý vị cũng có thể tranh thủ cái may mắn này để kiếm thêm cho mình một cái khoản tiền lớn để gì trang trải cho cái dịp Tết Nguyên Đán. Một số người làm công việc cố định cũng sẽ đang rất là suôn sẻ, thuận lợi hơn thời gian trước đó. Các bạn sẽ tìm thấy cái niềm vui trong công việc hiện tại. Những điều trước đây mà quý vị cảm thấy khó khăn ấy thì giờ cũng không còn nữa. Cái áp lực cũng không còn đè nặng lên đôi vai của những người tuổi Hợi. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ lực hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày 29 tháng 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tuất. Quý vị thân mến, những người tuổi Tuất thì được cục diện tam hợp là Dần, Ngọ, Tuất nó tương trợ, nó giúp đỡ. Thì nhờ có tam hợp nó đứng bóng, vậy nên trong thời gian này công việc của những người tuổi Tuất tuy có nhiều áp lực nhưng mà mọi thứ vẫn diễn ra khá là suôn sẻ, hanh thông. Khi mà bản mệnh được cấp trên tin tưởng và giao cho những cái trọng trách to lớn cũng như sẽ được đồng nghiệp ủng hộ giúp đỡ trong những cái lúc mà quý vị cảm thấy khó khăn nhất. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay thì công việc kinh doanh buôn bán cũng được khởi sắc. Con giáp này nên chủ động nắm bắt lấy cái cơ hội, tiến hành những cái dự định, những cái kế hoạch đã chuẩn bị trong thời gian trước đó. Và quý vị cũng sẽ gì có một cái tỷ lệ thành công cực kỳ cao, lợi nhuận thì rủng rỉnh, càng khiến cho những người tuổi Tuất kiên định về cái lựa chọn ban đầu của mình. Không chỉ vậy, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tuất cũng vô cùng là ấm áp. Bạn và người ấy cũng đang trong cái khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Đừng giận hờn vu vơ khiến cho cả hai cùng mệt mỏi trong cái thời điểm cuối năm này. Thêm nữa, những người độc thân thì chưa có nhiều cái thay đổi, nhưng mà các bạn cũng không quá sốt sắng.
Đó. Có thể là cái dịp cuối năm này quý vị cũng sẽ gì tìm được những người ưng ý trong cái cuộc gặp gỡ, trao đổi cũng như là gì đi chơi Tết. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may về tiền bạc cũng như là để gia tăng thêm cái vận may về tình duyên, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ lực hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé, mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày 29 tháng 12 âm lịch ngày Nhâm Dần này thì không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Kính thưa quý vị, những người tuổi Ngọ cũng được cục diện là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Cái cục diện tam hợp nó xuất hiện trong cái lá số tử vi của những người tuổi Ngọ trong cái ngày 29 tháng 12 âm lịch ấy, nó sẽ mang lại nhiều cái cơ hội để phát triển trong cái sự nghiệp, trong cái công việc của mình. Nhờ đó mà cái nguồn thu của những người tuổi Ngọ cũng tăng lên đáng kể, giúp cho con giáp này thoải mái hơn trong cái việc chi tiêu. Nói chung ấy, sau một năm chờ đợi vất vả thì thời cơ tốt cũng đã đến với mình. Cuối cùng thì con giáp này cũng đã nhìn thấy được cái cơ hội tuyệt vời để vươn lên, để bứt phá trong cuộc sống. Thì đây cũng là cái thời gian tuyệt vời đối với cái vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Ngọ. Với những ai mà đang có ý định thay đổi công việc ấy, hay là đầu tư lớn ấy, thì cũng rất lý tưởng để thực hiện hóa những kế hoạch mà mình đã ủ từ lâu. Quý vị hãy lắng nghe những lời khuyên từ những người đã có nhiều cái kinh nghiệm và cái kiến thức chuyên môn để gì giúp cho con đường đi của các bạn được thuận lợi, hanh thông hơn. Bên cạnh đó, trong cái ngày 29 tháng 12 âm lịch này ấy, thì cũng được cục diện ngũ hành tương sinh, nó cũng sẽ gì giúp cho những người tuổi Ngọ có được cái vận trình tình cảm tốt lành hơn. Tình yêu chân thành của những người tuổi Ngọ cũng đã khiến cho người ấy dần dần cảm động và gì cũng đã được hồi đáp. Cuộc sống vợ chồng thì viên mãn, đôi bên đã thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Chính vì thế mà những cái mâu thuẫn, những cái xung đột cũng dần dần ít đi và cuộc sống gia đình cũng được hòa hợp, hạnh phúc hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày 29 tháng 12 âm lịch ngày Nhâm Dần này ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, với cái sự xuất hiện của chính quan, những người tuổi Sửu có điềm báo gặp cái may mắn ở trên cái phương diện công danh sự nghiệp. Có người thì được cấp trên cất nhắc lên cái vị trí cao hơn, cái vận trình thì phất lên như diều gặp gió. Công sức, nỗ lực bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được hồi đáp, khiến cho các bạn vui mừng ra mặt, đặc biệt là chuẩn bị bước sang cái năm mới 2024. Tuy nhiên, cái lợi thế này có thể khiến cho các bạn bị gì gièm pha, nhưng mà cũng không cần thiết phải quan tâm đến những cái lời ganh tị vô thưởng vô phạt đó. Càng ngồi ở vị trí cao thì những người tuổi Sửu càng dễ đón nhận những cái sự công kích từ những kẻ tiểu nhân. Cái việc bạn cần làm là không ngừng trau dồi kiến thức, bồi dưỡng cái năng lực của bản thân để ngày càng tiến xa hơn, không để bất cứ cái điều gì nó cản trở con đường thành công của mình. Bên cạnh đó, cái cục diện mộc thổ nó xung khắc thì nó cũng khiến cho cái chuyện tình cảm của những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng khá là bấp bênh. Nói chung ấy, có rất nhiều uất ức nó dồn nén từ lâu khiến cho cả hai có những cái trận cãi vã căng thẳng. Nhưng mà quý vị hãy nhớ, sắp Tết rồi, quý vị hãy nhớ kiểm soát cái lời nói, cái hành động của mình để gì có một cái Tết vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên những người mình thương yêu nhất. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong ngày 29 tháng 12 âm lịch
thì đó chính là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, trong cái ngày 29 tháng 12 âm lịch ngày nhâm dần ấy, thì những người tuổi Dần sẽ được thực thần nó ghé thăm. Nó mang tới cho những người tuổi Dần những cơ hội kiếm tiền và làm giàu, làm ăn thì thuận lợi trong cái ngày cuối cùng của năm 2023 năm Quý Mão này. Nói chung ấy, những người tuổi Dần sẽ thu về một cái khoản không nhỏ cho mình. Tuy nhiên, quý vị cũng đừng để cho tiền nằm yên một chỗ mà nên có kế hoạch đầu tư hợp lý trong tương lai để có được cái nguồn lợi nhuận lớn hơn. Cũng trong ngày hôm nay thì những người làm việc liên quan đến cái sáng tạo thì sẽ có thêm nhiều cái cơ hội để phát huy cái năng lực của mình, đặc biệt là những người đang theo đuổi đam mê về nghệ thuật để ca hát. Cách tiếp cận công việc của các bạn cũng sẽ giúp cho các bạn để tạo ra sự ấn tượng trong cái vận trình sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, trong cái ngày những ngày cuối cùng của năm này thì cái sức khỏe của bản mệnh nói chung là cũng có dấu hiệu đi xuống. Mộc khí nó quá vượng, nó sẽ nhắc nhở những người tuổi Dần cũng nên là dành thêm thời gian để nghỉ ngơi, để quan tâm đến cái sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình, thăm khám sức khỏe định kỳ để loại trừ những nguy cơ về bệnh tật nó tiềm ẩn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong chương trình ngày hôm nay đó chính là những người tuổi Mùi. Quý vị thân mến, những người tuổi Mùi thì được chính quan nó tương trợ giúp đỡ trong cái ngày 29 Tết. Vậy nên những người tuổi Mùi có thể thoải mái phát huy cái năng lực như là gì, như cá gặp nước trong cái lĩnh vực công việc mà bản thân đang theo đuổi. Nói chung những người tuổi Mùi sẽ luôn có cách làm việc linh hoạt và xoay chuyển tình thế tùy theo cái hoàn cảnh, không mấy khi lúng túng khi gặp cái vấn đề. Có thể nói đây là một cái năng lực đặc biệt của những người tuổi Mùi, bởi không phải ai cũng có khả năng ứng biến với cái tình huống bất ngờ được xuất hiện như vậy. Quý vị hãy tận dụng cái ưu điểm này của mình để gây ấn tượng với cấp trên, giúp cho con đường thăng tiến ngày càng được thêm mở rộng hơn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nó cũng sẽ khiến cho bản mệnh và người ấy dễ xảy ra những chuyện mâu thuẫn. Con giáp này vẫn chưa tìm được cái tiếng nói chung với đối phương và im lặng đang là một cách khiến cho bản mệnh duy trì trong cái mối quan hệ này. Thưa quý vị, Tết sắp đến rồi, có gì thì cũng quý vị cũng hãy cứ bỏ qua để đón một cái Tết bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 29 tháng 12 âm lịch ngày nhâm dần. Và trong cái ngày 29 Tết, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe, ăn Tết giàu to, đó là những tuổi sau. 1 là những người tuổi Hợi, 2 tuổi Tuất, 3 tuổi Ngọ, 4 tuổi Sửu, 5 tuổi Dần và 6 là những người tuổi Mùi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đời đời, ăn Tết giàu to. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.